giành trọn 6 điểm sau hai vòng đấu đầu tiên hàng công bùng nổ với 8 pha lập công tính trung bình Brighton ghi đến 4 bàn mỗi trận. Không quá khi nói chim mòng biển đang khiến những câu lạc bộ như Manchester United, Chelsea, Liverpool thêm thuồng ngay cả Arsenal, Manchester City cũng phải ngưỡng mộ. Bởi Brighton không mua sắm ngôi sao mà họ là nơi mài ngọc thô thành phỉ thúy để kiếm lời hàng trăm triệu đô la Mỹ nhờ bán cầu thủ. Trở lại với vòng đấu thứ ba này, trên sân nhà Brighton sẽ tiếp đón West Ham trong trận đấu muộn nhất ngày thứ bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023 với mục tiêu giành tròn 3 điểm. Trận đấu giữa Brighton và West Ham United diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8 năm 2023. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn đến với những nhận định, dự đoán tỷ số trận đấu này. Brighton đang sống trong những ngày tháng thăng hoa khi chính họ đang là đội dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League thời điểm hiện tại với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, ghi tới 8 bàn và mới nhận hai bàn thua. Hiệu số còn tốt hơn cả nhà đương kim vô địch Manchester City. Nếu như trận thắng 4-1 trên sân nhà trước tân binh Luton thao ở trận ra quân là kết quả không quá tự hào thì ở. Thắng lợi 4-1 trên sân của Guv ở lượt trận thứ hai rõ ràng là kết quả làm nức lòng các cổ động viên đội chủ sân Farmer. Đây là kết quả xứng đáng với một đội bóng mùa trước từng thi đấu rất hiệu quả và nằm trong top 6. Sau trận ra quân thất vọng khi chỉ hòa trên sân của Bournemouth thì ở lượt trận thứ hai, West Ham United đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời khi đánh bại Chelsea với tỷ số 3-1 trên sân nhà nên nhớ trước đó giờ Blues từng hòa Liverpool ở trận ra quân và đang rất hưng phấn. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì ở trận thắng vừa qua của thầy trò huấn luyện viên David Moyes là do Chelsea đã có một trận đấu dưới sức và liên tiếp mắc sai lầm. West Ham United cũng cần cải thiện phong độ sân khách của mình, nên nhớ là mùa trước họ đã nhận tới 13 thất bại sau 19 chuyến làm khách. Không phải ngẫu nhiên mà Brighton đang được niêm yết mức kèo chấp rất sâu ở cuộc đỏ sức này khi mà màn thể hiện ở hai lượt trận vừa qua của họ là cực kỳ thuyết phục. Đó đều là những trận thắng với tỷ số đậm, gần nhất là trên sân của Wolves từng có trận ra quân không tệ trên sân Old Trafford. West Ham United cũng từng thua đậm trên sân của đối thủ này với tỷ số 0-4 ở mùa giải trước ở trận lượt về. Vì vậy, Brighton được xếp kèo trên và được dự đoán sẽ có chiến thắng trong trận đấu này. Có thể thấy hiệu suất ghi bàn của Brighton đang cực kỳ đáng sợ với 8 bàn sau hai lượt trận. Hiện họ đang là đội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất sau hai lượt trận vừa qua. Nên nhớ là nhà đương kim vô địch Manchester City với cổ máy ghi bàn Ellen Haaland cũng mới chỉ có 4 bàn sau hai lượt trận. Ngoài ra, những trận đấu gần đây của West Ham United thường có rất nhiều bàn thắng. Cụ thể là 9 trong 10 trận gần đây của họ đều có từ 3 bàn trở lên, thậm chí có tới 8 trận có từ 4 bàn trở lên. Vì vậy, cửa tài là rất khả quan. Đây là đối thủ rất có duyên với Brighton khi mà cả 3 lần đối đầu gần nhất họ đều giành chiến thắng với tỷ số cách biệt. Ở mùa giải trước, West Ham United từng thua 0-2 trên sân nhà và mọi thứ còn tồi tệ hơn với họ ở chuyến làm khách khi thua đậm với cách biệt 4 bàn không gỡ. Brighton đang rất hưng phấn sau hai chiến thắng tưng bừng vừa qua và cộng thêm lợi thế sân nhà ở trận đấu này. Họ hoàn toàn có thể tiếp tục nối dài mạch thắng. Cả Brighton và West Ham United đều không có quá nhiều thay đổi về mặt lực lượng ở mùa giải năm nay và với đội hình này mùa trước. West Ham United từng chật vật cho cuộc đua trụ hạng, trong khi Brighton đã cán đích trong top 6. Ngoài ra, West Ham United thi đấu rất tệ trên sân khách nên nhớ là mùa trước họ thua tới 13 trong 19 trận tại sân chơi này. Vì vậy, Brighton nhiều khả năng sẽ tiếp tục có một chiến thắng tương bừng. Từ những phân tích trên chúng tôi dự đoán Brighton sẽ có chiến thắng thứ hai trên sân nhà của mùa giải trước West Ham United ở trận đấu này. Được biết cuộc so tài giữa Brighton và West Ham United diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8 năm 2023. Theo bạn giữa Brighton và West Ham United câu lạc bộ nào sẽ có chiến thắng, hãy chia sẻ ý kiến nhận định. Bình luận của bạn dưới video này nhé, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.